tài năng opera 13 tuổi, gây sốt tại America's Got Talent. Quý vị thính giả thân mến, báo chí Mỹ đồng loạt đưa tin về thí sinh khiến đêm thi America's Got Talent dậy sóng với tài năng opera thiên bẩm dù mới là học sinh cấp 2. Bé gái Laura Britton đã khiến giám khảo Mel B choáng ngợp, lập tức bấm nút vàng chọn em vào vòng trong mùa 11 cuộc thi năm nay. Em đã khiến toàn bộ khán giả và ban giám khảo sững sờ với sân khấu opera tuyệt đỉnh, không kém bất cứ danh ca chuyên nghiệp nào. Cô gái 13 tuổi hồi hộp chia sẻ với ban giám khảo trước khi thể hiện phần thi. Mẹ cháu luôn yêu thích ca hát. Mẹ thấy cháu cũng thích hát và giúp cháu luyện tập hàng ngày. Mẹ đã hướng dẫn cháu chọn bài và khuyến khích cháu tham dự cuộc thi ngày hôm nay. Có gốc Romani, bé gái xinh xắn đã khiến nhiều thính giả bật khóc và đón nhận hàng loạt phản hồi tích cực từ ban giám khảo. Nhà sáng lập, giám khảo Simon Cowell thốt lên nhận xét trong kinh ngạc. Đây là phần thi xuất sắc nhất kể từ ngày chương trình này được tổ chức. Thật không thể tin nổi. Theo format của chương trình tại vòng loại sân khấu, mỗi giám khảo chỉ được sử dụng nút vàng một lần duy nhất để giúp thí sinh yêu thích của mình vào thẳng vào chung kết. Mỗi mùa thi, chỉ có 5 thí sinh được nhận nút vàng đặc biệt này và Laura Britton là một trong số 5 cái tên may mắn của năm nay. Nữ giám khảo Mel B chia sẻ với thí sinh nhí rằng quyết định ấn nút vàng của cô và các đồng nghiệp có thể thay đổi cuộc đời của bé hoàn toàn. Các giám khảo khác hoàn toàn đồng tình với cựu thành viên Spice Girls, nhất trí để Laura vào thẳng vào trong. Video tiết mục thi của cô bé đã được đưa lên YouTube ngày 31 tháng 5 vừa qua, đến nay đã có trên 8 triệu lượt xem.